Em vừa về một cái mẫu xe với tầm giá hơn 300 triệu đồng dành cho phân khúc gia đình. Khẳng định với cái chiếc xe này thì sẽ không có đối thủ về tầm giá. Bởi vì với những chiếc xe phân khúc số tự động mà nằm trong phân khúc hạng C thì cái chiếc xe này là một cái chiếc xe mà lành tính, bền bỉ và vô cùng tiết kiệm. Một chiếc xe đến từ thương hiệu xe Nhật. Anh chị có thể nhận thấy được là đây, những cái trang thiết bị của cái chiếc xe này dù là đơn giản nhưng mà vô cùng hiệu quả. Ghế da nguyên bản theo xe này. Đấy, và nội thất của xe đó là nội thất màu vàng kem. Đấy, màu vàng nâu cực kỳ đẹp luôn. Anh chị có thể nhận thấy được là củ số, hộp số tự động này. Và máy của chiếc xe này là khối động cơ vô cùng mạnh mẽ 1.8 anh chị nhé. Khối động cơ vô cùng mạnh mẽ 1.8. Và thân vỏ xe cực kỳ là cứng cáp. Đấy, đi rất là chắc chắn và rất là dày dặn. Đây, khoang nội thất phía đằng sau anh chị nhìn có rộng rãi không ạ? Mà với tầm tiền trên 300 triệu thì tìm đâu ra được những chiếc xe đẹp và chất như thế chiếc xe này. Chiếc xe này thì các bác thấy được rằng là 4 quả lốp bác chủ này vừa mới thay cách đây có 1 tháng thôi nhé. Và 4 quả lốp này là thay liền đời với nhau. Và lên được cái màn hình ZTEC cũng vừa mới lên cách đây khoảng tầm 1 tháng sau. Và bác này có nhu cầu đổi xe thế là bán luôn. Vâng. Vậy thì các bác anh cùng em ngắm nhìn cái form dáng của cái chiếc xe này. Màu trắng ngọc trinh nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái chiếc xe này. Đây các bác nhìn thấy, đây là một chiếc xe nằm trong phân khúc hạng C anh chị nhé. Nó cạnh tranh cùng với lại Altis của Toyota, với Vios, Mazda, với Elantra và với những cái chiếc xe nằm trong khu vực hạng C. Thì đây là một chiếc xe của hãng Honda, một hãng xe đến từ thương hiệu xe Nhật. Đây chính là chiếc Honda Civic được sản xuất năm 2012, đã lên form mới. Thì đây là cuối 2012 thì nó mới lên form mới này anh chị nhé. Với thiết kế form mới thì xe đã lên đèn bi này. Và nó thay đổi toàn bộ kết cấu khung gầm, nội thất, rồi tất cả các tính năng đều được thay đổi một cách trọn vẹn. Và bác chủ này cũng đã lên màn hình cam 360 độ này các bác nhé. Một dàn lốp mới, màn hình cam 360 độ ZTEC. Nếu như tính sơ sơ như thế này mà các bác mua chiếc xe này với giá hơn 300 triệu đồng thì các bác đã lợi thế khoảng tầm hơn 20 triệu tiền đồ rồi. Đúng không ạ? Một dàn lốp bây giờ nó rơi khoảng tầm mười mấy triệu rồi. Và một cái màn hình ZTEC có cam 360 độ thì nó sẽ tiêu tốn của chúng ta cũng hơn chục triệu nữa rồi. Vậy nên là mua chiếc xe này, ngoài việc đó là đây là một chiếc xe đẹp xuất sắc ra, thì các bác cũng sẽ được thêm rất là nhiều những cái đồ chơi nữa để có thể không phải mất tiền nữa. Và các bác có thể nhận thấy được rằng là với thiết kế của chiếc Honda Civic này thì nó vô cùng đẹp mắt cả ở phía đằng trước và phía đằng sau. Với một chiếc xe nằm trong phân khúc hạng C, độ dài xe là 4,5 m anh chị nhé. Ta có thể nhìn sâu hơn về phần đèn của xe này. Với Honda thì thiết kế của nó luôn luôn là hợp thời đại anh chị ạ, hợp thời đại đây. Cảm biến trước sau đều được trang bị này. Phần đèn của xe thì là được thiết kế ở phía đằng sau là đèn thông thường halogen, phía trước là hệ thống đèn bi siêu sáng. Cảm biến được trang bị vòng xung quanh xe. Và những chiếc xe Civic màu trắng này thì nó rất là hợp form, nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái chiếc xe này. Đấy các bác nhìn thấy này đấy ạ. Đó, các bác nhìn thấy vô cùng đẹp đúng không ạ? Vô cùng đẹp luôn. Tất cả các chi tiết của xe gần gở, xe nguyên bản, nguyên zin. Và chiếc xe này thì bên em khuyến khích các bác test hãng nhé. Xi nhan tích hợp chân gương, 4 quả lốp mới cứng như em mô tả, 4 quả lốp mới cứng. Và đây chính là một chiếc Honda Civic phiên bản mới 2012 với dung tích động cơ 1.8 số tự động. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá tiền đó là 350 triệu đồng. Với cái tầm tiền này thì đúng thật là không có đối thủ đúng không ạ? Bởi vì với cái dòng Honda thì nó luôn luôn là ưa chuộng về độ tiết kiệm, bền bỉ. Đây các bác nhìn phần đèn của xe này. Đèn bi xenon chiếu sáng này các bác nhé. Phần đèn gầm cũng thế này. Và thiết kế ở mặt ca lăng thì với cái thanh mạ chrome bao quanh và kết nối hai phần đèn với nhau. Nhìn form dáng nó rất là trẻ trung, cá tính các bạn. Vâng, dòng này thì nó không già như là cái dòng form cũ, mà dòng này thì giới trẻ đi cũng được. Và với cái dòng Honda Civic này thì nó thiên về đó chính là độ an toàn và sự tiết kiệm, độ bền bỉ của một cái chiếc xe đến từ thương hiệu xe Nhật. Đây, 4 quả lốp là mới cứng luôn các bác nhé. 4 bánh ABS chống bo cứng na răng của xe là 16 inch. Và đây các bác nhìn này. Riêng mua chiếc xe này các bác đã lợi thế rồi, là không phải thay lốp và không phải thay màn hình. Đây các bác này nhìn tất cả các đường nét xe là rất đẹp luôn.
Và bây giờ cùng em khám phá thêm một số những cái chi tiết về kết cấu nội thất xe để các bác thấy được độ xịn của chiếc xe này. Những cái phần gioăng này rất là cao cấp luôn các bác nhé. À, và đây, sự thiết đối thiết kế thay đổi ở ngay cả từ cái chất liệu. Tất cả những cái táp ly này nó không còn lại là những cái nhựa cứng nữa, mà nó thay thế bằng để nhựa mềm. Đây toàn bộ là nhựa mềm các bác nhé, mềm như da ấy, để nó tăng khả năng cách âm chống ồn cho chiếc xe này. Đó chính là một cái sự thay đổi vô cùng tuyệt vời mà hãng đã trang bị cho cái phiên bản 2012 form mới này. Và cái mặt bàn thờ của xe cũng được thiết kế nhỏ gọn hơn và có một cái hướng tầm nhìn. Anh chị nhìn cái đường vuốt cạnh này. Đấy, hướng tầm nhìn về phía người lái các bác nhé. Nhìn cái màn hình nó vách về phía người lái, có nghĩa là chiếc xe này đặt trung tâm là người cầm lái, và người cầm lái sẽ mang lại sự an toàn. Và cái cột A này đã được gọt bỏ nó gọn gàng hơn để tăng cái tầm nhìn và khả năng an toàn cho chiếc xe. Và toàn bộ nội thất của xe là nội thất ghế da nguyên bản. Các bác nhìn này, 2012 vậy là ít nhất xe cũng có 10 năm trên đường rồi mà bộ ghế da vẫn còn đẹp như thế này. Và thường những cái bác chủ mà đã từng dùng những chiếc Civic ấy, là người ta rất là giữ gìn các bác nhé. Đây toàn bộ chất liệu này cao cấp hết các bác nhé. Đấy toàn chất liệu cao cấp rồi. Và các bác có thể nhìn thấy cho em đó là gì đây, màn hình cam 360 độ nhé, đầy đủ cả. Nhìn chung là bác chủ này rất là chơi, rất là giữ gìn. Đấy Z-Tech luôn, một cái bộ màn hình cực đẹp, điều hòa thì tự động rồi, hộp số tự động này. Và tất cả chất liệu của xe các bác nhìn này rất là mới nhé, và zin nhé, ngay từ hàng ghế lái này, đúng không ạ? Và xe thì các bác có thể nhìn thấy được rằng là với mặt đồng hồ thiết kế sâu ở phía bên trong tạo cho một cái dáng vẻ của Honda nó rất là khác biệt. Và phía trần của xe cũng là được trang bị màu vàng rất là đẹp luôn. Vâng, màu nội thất cũng như là thiết kế về tất cả các chi tiết của xe là chuẩn đẹp. Đây các bác nhìn này, đây toàn bộ chất liệu này là nhựa da mềm này, tăng khả năng cách âm chống ồn. Và cái thân vỏ của dòng Honda này nó rất là cứng cáp. Cái tôn này là tôn cứng cáp các bác nhé. Và cái màu trắng này là màu trắng xịn, cho nên là giữ gìn vô cùng. Từng con ốc thì nó vẫn là nguyên zin và nguyên bản cho các bác này. Đấy các bác có thể nhận thấy được rằng là với những chiếc xe đẹp và được tuyển chọn như thế này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng xe bên em bán ra. Bốn quả lốp mới cứng thay liền đời. Các bác yên tâm chưa? Phần đèn xe thì em đã cho các bác xem kỹ rồi, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, từng cái đường gân xe và những cái chi tiết là còn rất là đẹp. Nói chung đây là một chiếc xe mà các bác sẽ cảm thấy được rằng nó cực kỳ là tuyệt vời. Đây các bác nhìn này, tất cả các đường nét của xe này, đúng không ạ? Với cái tầm tiền mà 350 củ khoai thì thực sự thì khó có lựa chọn nào tốt hơn. Số hotline cầm tay của em Công đó là 0964 834 834 các bác nhé. Các bác hãy điện thoại trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em thì ta sẽ thương lượng một cái mức giá hợp lý nhất. Nhìn chung là sẽ có ra lộc cho các bác nhé, để các bác thấy là có cái sự thoải mái giữa người mua với người bán, chứ không phải là nói 10 bán 10. Nên các bác quan trọng đó là tiếp cận với những chiếc xe chất lượng của bên em, là các bác nhìn là các bác thích, đúng không ạ? Và bên em sẽ, các bác mua xe bên em thì em khuyến khích các bác đến test hãng nhé. Đấy, test hãng để các bác thấy được cái chất lượng mà thực tế, mà cái chiếc xe này mà bên Ba Tư Phan mang đến cho các bác, và trực tiếp em Công là người review giới thiệu những sản phẩm này. Và các bác nhìn đây, đấy tem mác của xe vẫn còn nguyên, và chiếc xe này sản xuất 2012. Từ những cái tem cái mác của xe là đẹp như thế này đấy ạ. Và vô lăng của xe đẹp chưa? Và đẹp chưa? Một chiếc xe quá đẹp luôn. Đấy. Và bây giờ ta sẽ khám phá tiếp. Này, tất cả những con ốc này, chung là chất liệu nhựa da của chiếc xe này nó chất lắm. Đấy, các bác nhìn này, táp đi cửa bên lái mà nó còn đẹp đến mức độ như thế này. Các bác xem từng chi tiết của chiếc xe nhé. Chung là xe thì không có hiện tượng đâm đụng tai nạn, mà xe là zin nguyên bản luôn. Với khối động cơ là 1.8 thì chiếc xe Atis nó sẽ mang lại cái cảm giác lái vô cùng tuyệt vời, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Với 155 mã lực thì chiếc xe này cực kỳ là chắc chắn và khỏe khoắn các bác nhé. Từng con ốc cabo nó còn nguyên này. Và đây các bác nhìn này. Đấy các bác nhìn này, zin từng con ốc luôn. Từ con ốc khóa này, bác nào biết về máy em soi con ốc khóa nó còn nguyên chấm sơn này thì chắc chắn xe không có đâm đụng gì, đúng không ạ? Đấy, từ những con ốc khóa nó còn nguyên chấm sơn này. Chung là vấn đề tuyển chọn những chiếc xe của bên em thì rất là kỹ càng, cho nên là các bác cứ yên tâm về cái mặt đâm đụng tai nạn và máy móc là phải zin tuyệt đối thì bên em mới nhập về bán. Chính vì thế cho nên là khuyến khích khách hàng đến đây để test hãng các bác nhé.
Đây, tem mác của xe đẹp đến mức độ như thế này, đúng không ạ? Một chiếc xe mà đẹp chuẩn, đẹp zin, đẹp xuất sắc luôn. Đây, tất cả các chi tiết máy móc xe là nguyên zin và nguyên bản, còn làm cò còn zin cho bác nhá. Máy thì em đang cho nổ đây, với khối động cơ 1.8 với công nghệ độc quyền EVTEC của hãng Honda. Thì cỗ máy của hãng Honda là một cỗ máy siêu bền bỉ. Nếu chỉ thay dầu thay mỡ được thay đầy đủ và thường xuyên thì đây cỗ máy mà chạy 20 năm nữa vẫn chạy tốt các bác nhé. Vâng, và với động cơ 1.8 thì nó cũng là một khối động cơ cũng rất là tiết kiệm với cái hãng Honda này. Đây, các bác nhìn thấy chuẩn chưa ạ? Rất đẹp luôn. Phải nói rằng đây là một chiếc xe mà hàng tuyển mà bên em đã lựa chọn về bán cho các bác. Với chiếc xe Honda Civic 2012 phiên bản số tự động 1.8 thì bên em đang chào bán mức giá là 350 triệu đồng. Và số hotline để anh chị có thể trực tiếp liên hệ để chốt xe đó là 0964 834 834 các bác nhé. Một chiếc xe mà đẹp xuất sắc với tầm tiền đó là 350 triệu, không có đối thủ luôn. Với tầm tiền này thì các bác tìm đâu ra được những chiếc xe số tự động gia đình như thế này và hợp lý đến mức độ như thế này. Form dáng xe đẹp và màu sắc cũng rất là trẻ trung. Khoang cốp các bác nhìn lại một lần nữa này. Đấy, khoang cốp thì cũng rất là rộng rãi. Và những cái đường nét phía đằng sau xe là nguyên bản, nguyên bản nguyên zin này. Đấy, bên em nhìn chung là xe cộ là bên em rất là kỹ. Ngay cả phần quay chụp cho các bác ở những cái phần chi tiết này cũng rất là kỹ luôn. Đây các bác nhìn này. Và đây, đúng không ạ, từng đường nét của xe. Ta xem đây, từ con ốc khóa phía sau là chưa vặn mở nhé. Đây, lốp sơ cua cũng còn rất là mới này. Và những cái dụng cụ kích lốp vẫn còn theo xe các bác nhé. Đẹp không ạ? Các bác xem có ưng ý không? Vậy thì với cái tầm tiền này thì với cái lựa chọn này có phù hợp không? Các bác cảm thấy rằng nó đã phù hợp chưa thì điện thoại cho em để chốt chiếc xe này nhé. Bởi vì cũng trên thị trường cũng không nhiều những chiếc Honda Civic có giá trị như thế này đâu. Và với tầm tiền này, việc lựa chọn xe số tự động cho gia đình sử dụng và nhất là những chiếc xe đẹp thì cũng vô cùng là khó khăn. Vậy thì hôm nay em mới lên sóng được một cái chiếc xe với tầm tiền này, hợp lý đến mức độ như thế này thì các bác hãy nhanh tay để chốt nhé. Chắc chắn là bác nào chốt nhanh thì em sẽ để cho các bác mức giá hợp lý nhất. Xin chân thành cảm ơn. Chúc anh chị một ngày mới thành công.